Ok, em chào tất cả anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu với mọi người về cái việc một cây hoa lan khi nó nở và cái việc là chụp hình một bông với chụp hình nhiều bông ấy, nó khác nhau như thế nào, và cái việc là nó nở lại như thế nào ấy, thì nó là sự khác biệt, khác nhau quá lớn của một cái cây. Bởi vì cây trên nhà em thường là những cái cây mà nó có tên tuổi ấy, thì em thẩm nó nhiều năm rồi. Còn những cái cây mà nó ít người có trên thị trường ấy thì cái việc nở nhà em nhiều lần ấy là chuyện bình thường và nhiều người không biết đến những cái cây này. Thế nên em muốn nói để mọi người cùng biết và cùng tìm hiểu, không phải chỉ một cái cây phi điệp mà tất cả những cây phi điệp nào cũng như vậy thôi. Khi nở một năm, năm nay thì nở như này, năm khác nở như thế khác là chuyện bình thường. Cái việc là nó thay đổi, có sự khác nhau là chuyện chắc chắn là sẽ có. Nhưng luôn luôn nó có những cái mà chúng ta để nhìn nhận được một cái cây, là để chúng ta biết được nó, đó chính là về thân lá, về nguồn gốc và về những cái chi tiết chính xác của nó. Thì em muốn nói để mọi người cùng hiểu rằng là một cái cây hoa lan muốn nở ổn định đẹp ấy, thì nó có rất là ít cây. Và nhất là những cái cây đặc biệt và nở được gọi là nhiều lần và được nhiều người công nhận ấy, thì nó phải là ở một cái tầm nhất định, chứ không phải tự nhiên một cái cây phi điệp của nhà các anh mà tự nhiên anh nở một lần được một bông đẹp mà các anh bán giá thì rất là cao. Thế em muốn nói để mọi người cùng biết và mọi người cùng nhận định. Thì hôm nay là có một cái cây phi điệp đây của em nở, thì em cũng nói luôn, cái cây phi điệp này của em là một cây bệt, và em gọi nó là cây bệt đầu tiên của em, và nó là một cái bệt nguồn gốc Bắc, không biết là vùng nào, nhưng mà ngày xưa mua ở Hòa Bình, không biết là nó thuộc vùng nào, nhưng ngày xưa mua trên Hòa Bình về để mang sưu tầm. Thì khi mà nó nở ra ấy, thì là nó có một cái bộ khuôn cánh, nó không hiểu là hàng Bắc hay là hàng Trung, nhưng mà em nghĩ là nó hàng Bắc, hàng miền Bắc nhé, chứ em không nói vùng nào cả, bởi vì vùng thì em không nhận định được, và em nghĩ là chẳng ai nhận định được cái vùng miền đâu. Thế nên là hôm nay nó nở lại đây, thì em cũng muốn giới thiệu là trong 3 năm vừa rồi, trong 3 năm vừa rồi nó nở, đó chính cái năm này, năm thứ 3 thì nó nở ở nhà em hồi em mua kim. Sau 3 năm nó nở và đến 3 năm nữa nó là 6 năm. Thì cái việc mà nó nở ra một cái bông mà nó khác ấy, là mình nên suy nghĩ rằng nó là một cái câu chuyện đơn giản và không có gì là khác nhiều. Kể cả những cái cây phi điệp mắt đỏ ấy, nhiều người ta bảo em cứ hỏi cây mắt đỏ này của mày có phải chỗ nọ chỗ kia không, bởi vì dạo này em đang dính án đấy. Dính cái việc là mọi người cứ hỏi mắt đỏ. Nhưng thực ra cây nhà em nó chưa nở, sao em dám bán cho các anh chị được, đúng không ạ? Nhưng em muốn nói là nó sẽ có sự thay đổi, không cái nào là không sự thay đổi cả. Đây thì em sẽ kèm một cái cây phi điệp để mọi người cùng xem. Có thể là nó hơi tối, đúng là nó hơi tối thật. Để em kiểm tra với cái độ ánh sáng để mọi người cùng nhìn nhé. Khi mà có đủ cái lượng ánh sáng rồi ấy, thì mọi người sẽ nhận ra được rằng là một cái cây phi điệp không hề đơn giản. Đây, mọi người nhìn một cây phi điệp bệt chưa ạ? Đây, em để đây nhá. Đây là một cái cây phi điệp bệt. Mọi người có thể chú ý thì sẽ nhìn nó sẽ rất là rõ, và nó khác nhau như này. Nhưng em muốn nói đây là không phải là 1 năm 2 năm đây này. Đây nhá, nó còn một cái ảnh đây này, là nở một lần nữa rồi này. Mọi người có thể thấy không ạ? Nhưng năm nay thì đây nở một lần nhiều nhiều bông nhá. Còn bông bên này thì nở một bông nhá. Thế nên nở một bông sẽ rất đẹp. Nhiều bông này thì nó sẽ không đẹp hơn. Và năm nay thì nó nở ra như này. Mọi người có thể thấy không ạ? Khi mà cái sự khác biệt của nó quá nhiều và có sự thay đổi ấy, thì không phải cây nào nó cũng sẽ được đạt một cái độ nhất định. Nhưng khi mà cái việc nó thay đổi một chút và nó vẫn có những cái cố định của nó, đó chính là đôi mắt đen của nó, thì không thể nào nhầm được vào đâu. Và bộ khuôn cánh của nó sẽ thay đổi, đó là điều chắc chắn. Mọi người có thể nhìn thấy là đương nhiên là nếu với cái việc nó nhìn hai bông này thì chẳng ai tin cả. Đây là bông nở năm vừa rồi và năm nay, và một bông năm trước đây. Thì cái sự khác nhau nó có, đúng không? Khác nhau về màu sắc, khác nhau về màu sắc sắc của cái lưỡi, và khuôn cánh nó khác nhau mà. Đấy, thế nên là năm nay nó nở ra như này. Thì để mà sự thay đổi của nó là sẽ có, và chắc chắn là sẽ có, và cây nào cũng vậy thôi.
không phải chỉ riêng gì một cái cây phi điệp, mà nó cây nào nó cũng vậy, nhưng chủ yếu là cái cây phi điệp ấy mà được nhìn nhận thành một cái cây mà nó nở ổn định thực sự ấy, và có tới tuổi ấy, thì nó là cả một quá trình rất là dài và được nhiều người công nhận rồi. Bởi vì nó riêng cái môi trường khác nhau là trồng đã khác nhau rồi, chưa kể đến vấn đề đó là cách thức chăm sóc của từng nhà nó khác nhau nữa. Cách thức chăm sóc thì nó khác nhau, thì đương nhiên là cái việc nở hoa nó khác nhau là chuyện bình thường. Nhưng mà dính những cái cây mà có sự thay đổi ấy, nó là gen, và nó có nhiều cây là thay đổi như vậy chứ không phải chỉ riêng một cây. Thế nên là khi mà mọi người mua cây cũng nên chú ý rằng là cái cây đấy là nó nở được nhiều năm chưa, đã có tên tuổi trong thị trường chưa, và quan trọng là nhà người ta nở hoa chưa và nở mấy lần, và mỗi lần nó nở khác nhau như nào. Còn cái việc mà nở chỉ để check cho nó đúng hình ấy thì chưa chắc đã đúng đâu. Bởi vì nở check đúng hình đâu phải ai người ta thẩm định được, nhất là những cây phi điệp mà nó quá nhiều tiền. Ví dụ như là những cái dòng cao cấp như năm cây trắng hoặc hồng. Bởi vì cây hồng ấy, khi mà giá trị của nó, ví dụ như cây hồng xòe hoặc cây hồng Hòa Bình hoặc cây hồng Á Hậu là những cái cây hồng khá là nổi tiếng và được rất là nhiều người biết đến, thì cái việc là hoa nó nở ra có khi là lấy cái cây hồng Hòa Bình bán ra cái cây hồng Á Hậu thì mọi người, bởi vì khi nở ói là nó sẽ ra hồng cả bông rồi, chắc chắn nó bông hồng rồi, nhưng là hồng gì trái biết, nó khó lắm. Thế nên chúng ta phải phụ thuộc vào thân lá, phải nhìn thân lá, và cái việc nhìn thân lá thì nó chắc chắn là nó phải đi đầu tiên, bởi vì anh chị mà không biết về thân lá của nó thì làm sao mua được, chỉ biết là hồng thôi, chứ người ta nói tên thì chắc gì là đúng, bởi vì cái trình độ chuyên sâu của người ta chắc gì là có, đúng không ạ? Người ta nếu những người ta có thì người ta sẽ nói chưa sâu về cái việc đó, chính là thân lá nó ra làm sao, như thế nào, năm này nở hoa này, năm khác nở hoa khác, nuôi vùng này nở hoa như này, nuôi vùng khác nở hoa khác. Thế nên cái việc đó chính là đi tìm được một cái cây mà đã ổn định ấy, nhất là dòng đột biến, dòng quý. Đây em nói là cái cây bệt này của em nhá, thì trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em nói nhiều lần này. Nhưng mà hôm nay thì tiện cái cây bệt này thì em cũng sẽ nói trên cái kênh đấy, kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em nói chi tiết tất cả những cái bông nào mà nhà em có, và em quay video em nói về cái việc sự thay đổi của nó. Nhưng hôm nay vì nhân tiện cái cây bệt này nó cũng nở, và cái việc đó chính là cái bông nhà em này nó thay đổi luôn đấy, nói thẳng như thế luôn. Thế nên là mọi người nên chú ý cái việc đó chính là mới nở hoa một lần, và cái việc nở hoa kích mà chưa chuẩn thì tốt nhất là không mua. Bởi vì mới nở thì mình mà anh chị không am hiểu về thân lá ấy, thì không nên mua làm gì. Còn ví dụ như em am hiểu thân lá của nó, em chỉ cần nói cây này phát là em biết được rằng thân lá nó như thế này, hoa như kia, là người ta có nghĩa là ví dụ như em là chuyên môn có. Còn cái việc mà người ta bảo là cây này là nó là cây hồng đấy hoặc là cây mắt đỏ đấy, ví dụ như cây mắt đỏ thì nó rẻ đi, rẻ thì như em bên em bán đang 100, nhưng cái việc đó chính là người ta bán một cái cây mắt đỏ 5 xăng người ta bán tận 1 triệu thì nó là cái câu chuyện khác, đúng không ạ? Thì mình phải nhìn nhận rằng là cái cây đấy mặc dù nó đắt thật nhưng mà liệu nó có đúng hay không, thì mình cũng vẫn phải nhìn thân lá. Bởi vì khi mà nhà người ta vẫn sử dụng hoa mượn hoặc hoa nhà người ta nhưng nó chưa được đẹp thì người ta không sử dụng đâu, người ta sử dụng những hình trên mạng hoa đẹp nhất. Và những cái cây mà người ta bán đắt như thế thì không có nghĩa là cứ bán đắt là sẽ là đúng cây, mà không có nghĩa là cứ bán rẻ là sai cây. Nên cái việc đó thì nó phụ thuộc vào cái việc nhìn nhận cây của anh chị. Khi mà anh chị nhìn nhận bất kỳ một cây nào và đi mua cũng như vậy, nhìn nhận cái điều đó, chứ không phải là cái việc là rẻ hơn thì không có đâu, là không bao giờ phải như thế. Chỗ anh bán đắt, chỗ kia bán rẻ, chỗ này bán đắt, chỗ kia bán rẻ, chuyện bình thường. Có thể em đang bán đắt hơn, chỗ khác kia khác bán rẻ hơn, thì anh chị cứ chọn chỗ giá cả hợp lý để mình mua. Nhưng quan trọng là nó phải đúng cây, đúng hoa. Thì tất cả những cái cây của em ấy ở trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em ấy, em muốn nói rất rõ là một cái cây mà nó nở hoa như thế nào, trong điều kiện làm sao và nó thay đổi như thế nào ấy, thì mọi người có thể xem lại tất cả những cái bài em đã từng nói trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa đấy. Mọi người chú ý để khi đi mua ấy, thì ví dụ như anh chị có chưa biết hoặc là tìm những cái kênh này, những cái kênh bán hàng trên mạng ấy, bản thân người ta bán ấy, có những nhà vườn rất uy tín và có nhà vườn người ta không uy tín và người ta kiểu lừa đảo ấy, thì mọi người chú ý để khi mà trước khi mình mua ấy thì dở những cái hình ảnh ra để mình biết được rằng là cái cây này thân lá nó như thế này, hoa nó nở mùa này, thì mọi người chú ý về cái việc đó. Nhưng thực ra thì tư tưởng mà mình đi mua cây đó chính là gì, chỉ mua thôi. Còn cái việc bán thì việc cây nó như thế nào thì do thỏa thuận hai bên, với cả viết giấy bảo hành, với chụp ảnh chứng minh thư các thứ, cái chuyện đấy với em nghĩ nó là không quan trọng, em nghĩ như vậy. Còn cái việc là mình bán đúng cây và cái tìm được cái thương hiệu và
chọn những cái nhà vườn ấy, người ta đã làm những cái gì rồi, để mọi người chú ý, để mình cùng có thể tạo ra một cuộc chơi lành mạnh. Bởi vì chính anh chị là người trả tiền để người ta bán cái ra, và chính anh chị để cho người ta lợi dụng mình và lừa đảo mình. Chứ thực ra thì nếu như anh chị cẩn thận ấy, thì người ta cũng chẳng lừa đảo mình đâu. Anh chị xem chi tiết kỹ nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em, và hẹn gặp lại anh chị vào những video khác. Hôm nay em giới thiệu cái bệt số 1 của em đây, thì nó năm nay nó nở không được đẹp lắm, nhưng mà nó đã từng có những năm rất đẹp. Em muốn nói là như vậy. Thế nên cái sự biến đổi của nó là chuyện bình thường ấy. Và có một số cây sẽ biến đổi, có một số cây không biến đổi. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại anh chị vào những video sau.